Hôm nay tôi sẽ làm thử thách đánh nhà máy trong 24 giờ và sử dụng trá quỷ đó để chiến đấu với một nhân vật trong One Piece được triệu hồi vào thế giới Blackfoot. Ý tưởng video này đến từ Kid Gaming. Và để xem trong 24 giờ tôi có thể tìm được trá quỷ nào xịn sò hay không, cũng như phải đối mặt với các đối thủ mạnh mẽ nào, thì các bạn đừng quên đập nát nút like video và đăng ký kênh giúp kênh Vi Huỳnh Gaming đạt 200.000 người đăng ký. Tất cả các dịch vụ về Blackfoot và Toilet or Defense đều có ngay dưới phần game comment nha. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng random để sử dụng trá quỷ random được đánh cái nhà máy đầu tiên các bạn nhá. Alright, Zillet, give me một trái đó cực kỳ xịn sò mở màn cho cái video ngày hôm nay. Cũng như những ai đã like video và đăng ký kênh thì đây chắc chắn là một trái thần thoại. Pam. Oh no. Có vẻ như các bạn xem chùa quá lâu. So yeah, chúng ta được trái quay các bạn ạ. No. Nhom 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 nhom. Nhà máy đầu tiên đã xuất hiện để xem đối thủ mà tôi phải đối mặt là ai các bạn nhé. Nhân vật nào sẽ được triệu hồi từ One Piece vào Blackfoot. Và đó chính là Monkey D. Luffy. Oh my god. Nhưng mà Monkey D. Luffy này xài Gear 2 các bạn ạ. Như vậy thì có vẻ là dễ rồi. Giáo cạo rũ lúc cản phá này. Trời ơi, mẹ Monkey D. Luffy này sử dụng Gear 2 mà thành thạo quá các bạn ạ. Dù chỉ là Gear 2 thôi nhưng mà nó đã làm khó được anh Bi đại thần. Helicopter, helicopter. Luffy Gear 2 thì có vẻ là hơi đần các bạn ạ. Mẹ Gear 5 thì may ra còn có tuổi. Ocelot, you die. Hãy mang cái nhà máy đầu tiên đến cho tao. Hy vọng cái nhà máy này sẽ không cho chúng ta một trái quay thêm một lần nữa hoặc là một trái lọ nào đó. Thứ tôi muốn là một trái huyền thoại. Hoặc nếu mà cùi ghẻ hơn thì ít nhất thì nó phải là huyền thoại Legendary. Giao cạo dỗ lốc cản phá. Bam. Và nó chính là trái Rocket. Tao biết ngay mà. Cái thằng khứa Luffy mà nó xuất hiện ở đầu phim đầu thực hiện là tao thấy có điểm rồi đó. Và có điểm thiệt nha. Nó là trái Rocket, trái cùi bắp nhất thế giới. Nhòm 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 nhòm. Và như vậy là tôi sẽ phải sử dụng trái rocket để đánh nhà máy thứ hai các bạn ạ. Alright, nhà máy xuất hiện là để xem nhân vật One Piece mà tôi đối đầu là ai. Holy shit man. Ai vậy ta? Tôi cần phải nhìn rõ mặt anh ấy. Ơ kìa. Tên của ta là Podcast The Ace. Tiếp chiêu của ta đi. Enter. Mẹ anh đôn nốt chặt. Ây ạ. Mẹ anh enter tôi các bạn ạ. Anh ơi, bình tĩnh nào, sao anh trở về từ địa ngục mà anh mẹ mạnh thế. Tên lửa đạn đạo hụt mẹ à này. Làm một tí gọi là sao anh ngạt nào. Máy bay cất cánh trên bầu trời. Tôi là Sky bạo thần thực. Boom. Oh yes. Đối thủ lần này xuất hiện làm tôi khá bất ngờ các bạn ạ. Không phải tin được một nhân vật đã uẳng trong One Piece đã xuất hiện trong Blackfoot mà anh ấy còn sử dụng cái bộ kỹ năng gọi là lửa V2, là một cái quả NT siêu to khổng lồ nữa chứ. Alright, tên lửa đạn đạo. Boom. Holy shit man. Chúng ta gặp anh Ace và chúng ta đánh ra trá quỷ của anh Ace. Đó chính là trái donut. À không, đó chính là trái lửa các bạn ạ. Yo, như vậy là nhà máy thứ ba. Tôi phải sử dụng trái lửa các bạn nhá. Nhom 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 nhom. Alright, nhà máy thứ ba. What the hell, lần này là cái gì vậy các bạn? Hình như là đô đốc ánh sáng Kizaru các bạn ạ. Mẹ, khứa này nó bay ép nó bảo vệ cái nhà máy của khứa đấy. Ây da, đau quá. Đù mét tôi mới nhận ra một điều là tôi vẫn chưa thức tỉnh trái lửa. Đậu xanh mẹ chơi luôn. NT phiên bản V1. Bam. Gần đi các bạn ơi. Bam. Đạn lửa tấn công. Bam 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 bam. Ông biết bay, tôi không biết bay hả? Tôi cũng biết bay. Nhưng mà bay của tôi nó hơi chậm xíu rồi. Đùa 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 đùa. Cột lửa, you die. Càng ngày quả nhà máy này nó càng cho những nhân vật cộm cán máu mặt vào hơn các bạn ạ. Ban đầu chỉ nhân vật yếu ớt cho cái thằng Luffy, nhưng mà đéo phải Gear 5. Và bây giờ chúng ta đã gặp Kizaru. Lần sau chắc tôi phải gặp mấy thằng kiểu mẹ tứ hoàng mất. NT BOM. Đạn lửa. Oh oh. Yeah, lần thứ ba này chúng ta được trái smoke các bạn ơi. Mẹ hết cứu rồi. Càng ngày đối thủ càng mạnh. Và càng ngày anh Bi đại thần càng đánh nhà máy ra cái trái mà thụt lùi nó mới đau chứ. Rồi để coi với việc cầm cháy khói thì oh no 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 fucking way.
No, điều này không có thiệt, What the hell các bạn ơi, thằng này nó có hai cái bánh ở bên cạnh. Mà tức là sao? Tức là nó là tư lệnh ngọt Katakuri. Mà nó là cái thằng vả, thằng lớp phi vãi nhỏ. Mà bây giờ tôi đang cầm trái khói, một cái trái chỉ vào anh Thành. Từ từ, chắc là nó sẽ muốn làm bạn với chúng ta đúng không anh em? Tốt mình thấy ạ. Nó đều muốn làm bạn rồi các bạn ơi. No! Mà thế thì mình phải sống mãi với nó thôi các bạn ơi. Bão khói! Boom! Ấy nó gần đi rồi. Bom khói anh toạc. Má nó xoay trong xe nữa rồi. Nhưng mà tôi vẫn có thể chơi được với nó. Khói kích! Khói quyền! You die! Thức tỉnh tộc human! Oh boy! Những cái pha mà tao bỏ chạy lúc đầu chỉ gọi là một cái gì đấy gọi là giả bộ mà thôi. Chứ một khi tao mà đã nghiêm túc rồi thì nó chẳng cả tàu của Rui nó bị mất mạng cái pha đó. Chứ mình thường nó không nên đó mà thắng được nha các bạn nha. Cả tàu của Rui đó là mạnh điên. Các bạn hiểu một điều là nó vã nhau với thằng Luffy ở đảo bánh. Nó không nhường thằng Luffy, bố thằng Luffy cũng đều ăn được. Chúng ta có chiêu bão khói. Boom! Lần này thì nó là trái gọi là má tôi tưởng là trái đâu nhưng mà nếu phải đó là trái cát các bạn ạ. Oh my god, chúng ta vẫn chưa được một trái legendary nào. Đối thủ thì ngày càng mạnh hơn. Để xem là top 4 những người tôi còn tin tưởng lúc này. Thứ nhất là Admin Zillet. Thứ hai Lovefoot Yacha. Thứ ba là Admin Rip Indra. Thứ tư J97. Bam. Tôi đéo thể nào tin tưởng được các bạn. Nó giống như top 4 người tin tưởng. Hả? Cái gì vậy anh? Em tin tưởng anh mà anh nỡ lòng nào anh đưa cho em trái chóp vậy? Má thiệt chứ. Ta-da, chúng ta cùng đến với cái nhà máy thứ N. Và đằng xa xa kia tôi nhìn thấy má, đối thủ này là một người sử dụng kiếm các bạn ơi, là một kiếm sĩ. Và nếu mà cầm cái đắc lết thì chắc chắn đó chính là Mihawk. Ai à, Mihawk các bạn ạ. Vãi hò. Anh Mihawk ơi, chiêu. Chiêu anh ơi, mà em vã anh luôn. Em vã anh luôn. Vào đây. Trong thế giới Lockwood này, thằng nào cầm kiếm không có trả quỷ thì thằng đó mất một lợi thế, anh hiểu ơi Mihawk. Ai mà nó chém được còn 5000 máu các bạn ơi. Chiêu. Boom. Cát của em đã lên V2. Boom. Cát bay. Lock cát. You die. Mihawk. Ây, chưa die các bạn ơi, Kiếm cát. I don't know. Thức tỉnh tộc. Tàn hình. Siêu bom cát. Boom. Let's go. Mà với việc gặp một kiếm sĩ trong cái nhà máy này thì đây có lẽ là một cái điểm báo cho cái việc là chúng ta sẽ được một trái mythical đầu tiên trong video ngày hôm nay. Let's go. Siêu bom cát. Boom. Nó palm cho chúng ta hẳn một trái bom. Chết tệt thiệt luôn á. Má. Anh Mihawk đéo được cái cơm cháo gì cả. Mẹ. Hết rocket tên lửa, giờ thì đến bom nguyên tử, vụ nổ lớn. Chịu đấy, chịu rồi các bạn ơi, thua rồi. Thằng Mihawk nó trốn luôn rồi, không thấy nó đây luôn. Tính vào đây ăn vạ bảo nó mẹ. Tại sao đối thủ mạnh như vậy lại cho tôi cháy bom mà nó trốn mất tiêu luôn các bạn ơi. Nó về One Piece mẹ luôn rồi. Chúng ta cùng đến với cái nhà máy thứ 6. Mà các bạn nhìn quả cầu kia nó còn to hơn cả cái quả NT của thằng Ace các bạn ạ. Theo tôi dự đoán thì đây chính là thằng Enel với cái trái lôi của nó. Và tôi đố các bạn biết cái quả cầu mà nó đang cầm trên tay và nó đang chuẩn bị ném vào mặt tôi bao nhiêu vôn. Lady and gentlemen, nó là 200 triệu vôn. Nó đổ để thiêu nướng tất cả mọi thứ. Ngoại trừ thằng Luffy khắc chế được sấm sét ra thì với một cái thằng cầm trái bom như tôi thì tôi phải gài mìn nó các bạn ơi. Từ từ. Rồi. Ok, nó sẽ đi, nó dính vào đống đao của tôi. Tôi sẽ đứng ở đây đón nó. Mấy thằng này nó hơi đần các bạn ạ. Nó sẽ bảo chuẩn bị nó bước vào người nè. Boom. You die. Nghe neo này được cái nó khá vá đần. Không có trái cao su, tao vẫn có thể dùng trái bom để hạ gục được mày Enel à. Sức mạnh sấm sét của thằng Enel được mệnh danh là 200 triệu vôn. Tôi nghĩ với cái lượng vôn cũng như là cái quả cầu to như vậy thì Enel hoàn toàn có thể hạ gục được một quốc gia trong thế giới One Piece các bạn nhá. 200 triệu vôn, quá khủng khiếp. Và theo như Giang Cư Mận đồn đoán thì nhà máy này là do thằng Enel nó cấp điện.
Bây giờ nghe Neo nó hy sinh rồi thì để xem tôi có được ra được trái thần thoại nào không. Bom bom bom. Sao mà đó được. Rocket again. Đéo thì tin được. Alright, chúng ta cùng đến với nhà máy thứ 7. Tôi cầm trái rocket và lần này tôi phải đối mặt với lại ai đây? Má, cứ máu đốm. No. Trời ơi. Nghĩ sao đưa rocket đánh nhau máu đốm vậy? Mà bấm thường luôn. Tầm này là phải đấm thường các bạn ạ. Ây à, ây à, bắn tùm lum rồi các bạn ơi. Ây à, má đầu vãi hò. Boom. Không click. Bạo huyết click. And you die. Má, hy vọng là lần này ra tôi một cái trái xịn sò. Từ đầu với đó đến giờ chưa được một cái nhà máy nào xịn sò hết. Đối đầu biết bao nhiêu là cao thủ rồi. Lần thứ hai sử dụng rocket đánh nhà máy. Tên lửa đạn đạo. Holy crap. Yes sir, có công mày sắc, có ngày nên kim các bạn ơi. Tôi đã được một trái show, trái legendary đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Trái show này là được quyền sở hữu của nhân vật Uta trong bộ phim One Piece. Một trái cực kỳ mạnh các bạn ạ. Yeah, nếm trải thử cái cảm giác và sức mạnh của âm thanh xem nào. Với cái sức mạnh lướt trên âm nhạc này thì đối thủ tiếp theo dù có là tứ hoàng, dù có là đô đốc, dù có là ai đó thì tôi vẫn tự tin rằng mình có thể đánh bại hắn nha các bạn nhá. Mà đây là một trái mẹ siêu spam luôn. Spam rác mẹ luôn. Anh đầm tiếp vào trái smoke. Cái video này, cả cái video mà nâng cấp thành Duckblade đó. Cho bạn nào chưa biết thì ở video trước thành Duckblade này nó ngốn cho tôi 80k Robux chỉ để đổi lên một cái dòng xay sóng. Mày có cách nào delete luôn cái thành Duckblade này để tao mua thành mới không? Quá bực mình à. Điều kiện để chúng ta có thể đánh được cái nhà máy thứ 8 đó là phải triệu hồi một nhân vật đến từ một cái chiều không gian khác, và cụ thể đó là chiều không gian One Piece. Đây là một nhân vật sở một cái áo choàng màu đen cực kỳ hiếm trong thế giới Blofus, hiếm độc nhất luôn các bạn nhá. Đây này, đây bạn này đang có này. Và trước mặt bạn ấy đang là một cái key râu đen. Khi bạn ấy nhét vào cánh cửa này thì sẽ triệu hồi ra râu đen. Kẻ có thể sử dụng được hai trái quỷ đó chính là trái chấn động Gura Gura no Mi của bố già râu trắng và trái Yami Yami no Mi, trái bóng tối các bạn nhá. And 3, 2, 1, go. Gọi ra đây, tao cần nói chuyện với nó liền. 300.000 máu. Trong cuộc đời của tôi đã thiệt với các bạn, tôi đã từng đấu với thằng 300 tỷ máu. Trời ơi, chưa? Chứ huống chi là 300.000 máu. Đấy, tôi cho nó mày nếm một ít cái mùi giai điệu miền Tây. Giai điệu âm nhạc, nốt nhạc sôi động. Bam. Âm nhạc bùng nổ. Come here. Ca khúc hoàn khải. Các bạn thấy chưa? Cái thằng râu đen này so với tôi đều có tuổi luôn. Dù được mệnh danh cũng là một tứ hoàng, nhưng mày là tứ hoàng cắn trộn thôi. Mày đéo phải là tứ hoàng hàng riu, giống như bố già râu trắng của tao đâu thằng nhóc. Thằng khứa này là thằng khứa đám KS mà cái trái Gura 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 no Mi của bố già râu trắng này các bạn này. Và thằng khứa này cũng từng là thuyền viên trên tàu của râu trắng luôn. Nó được bố già râu trắng gọi bằng con và nó gọi bố già râu trắng bằng cha. Vậy mà nó cắn cha nó một cái, thiệt chứ. À, biết tại sao mày xài trái bóng đêm này đó. Ok, 8 triệu máu cuối cùng các bạn ơi. Tôi sẽ cho nó tuyệt chiêu cuối, ca khúc khải hoàn. You die. You die. Nó vẫn chưa đi các bạn. Cho mày về lại thế giới One Piece. Yeah. Và từ khi râu đen bị hạ gục thì các bạn có thể thấy bầu trời sáng. Ơ sao lại tối rồi? Cái đéo như vậy. Mày có một cái giảo thiết là hai thằng râu đen thôi. Chuyện gì đã xảy ra với các bạn? Nhưng mà tôi không sao. Tôi đã đẩy thằng râu đen nó về thế giới One Piece của nó rồi các bạn. Thế giới Lockwood từ bây giờ nó sẽ trở nên cực kỳ yên bình. Các bạn sẽ không phải gặp bất kỳ một cái con boss nào nguy hiểm với thằng râu đen nữa. Đó, và bây giờ bắt đầu mọi người chuẩn bị ca tụng. Thay vì ca tụng Rip In Ra thì mọi người bắt đầu ca tụng lãnh bi đại thần. What? Là một tượng đài, một anh hùng đã diệt quỷ cứu thế. Các bạn phải đúc tượng tôi đi. Cho nghỉ mẹ một đi. Ca khúc khải hoan. Bam. Again. Again. Mà nó cái sóng nhạc nó văng tận tới quán cà phê rồi. Nó vẫn ra cho tôi cháy cát thêm một lần nữa các bạn ạ. Holy shit man. Mẹ sao toàn bão đốm về một thế này. Alright, chúng ta cùng đến với nhà máy thứ 9. Và cái nhà máy đang được bao phủ bởi một cái vòng tròn ma thuật gì đó các bạn ạ. Tôi sẽ tiến lên đó để xem đối thủ mà chúng ta gặp lần này nó là ai. Và đó chính là Chafaga the Waterlord các bạn ạ. Ừ, mày đứng im mày làm màu. Vã mày luôn. Vã mày luôn này. Siêu bom cắt. Bam. You die.
Mẹ, đấu trong cái zoom mà nó khó chịu quá các bạn ơi. Đây rồi, Locket Chambers, kim cát này, siêu bom cát, bam. Ây da, ây da, ây da, ây da. Nó sử dụng ulti người tôi các bạn ơi. Chill bro. Gần hết máu rồi. No 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 no. Huyết quỷ thuật này. Hút vào. Bạo thần thực. Bam. Locket, you die. Alright, đây là một đối thủ mẹ gần như là mạnh nhất từ đầu đến giờ các bạn ơi. Nó làm tôi gần hoảng các bạn ạ. Bây giờ chúng ta vào xử lý cái nhà máy này trước khi mà nó hết thời gian. Để xem phần thưởng khi mà chúng ta hạ gục Chavaga đi Waterlord anh luật là gì các bạn nhé. Siêu bom cát. Here we go, thần thoại nào. Oh no. Má tôi cứ tưởng là trái lôi các bạn, nhưng mà đéo phải, nó là trái cao su. Nó là trái mà cái thằng tôi đánh bại đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Thằng Moncador Lawfor các bạn nhá. Nhưng mà cao su trong One Piece thì nó là một cái gì đó vãi cả đái. Nó là Nikanikanomi, nó là Gear 5, nó là thần mặt trời. Còn trong Lockfoot thì nó chỉ đơn giản là một cái gear 2 cùi bắp. Mà một người muốn sử dụng trái này để BBB có thể kết liễu được ai thì anh ta phải tốn đâu đó là 1.000 năm liên tục chiến đấu. Tôi cam đoan với các bạn điều đó. Ok, chúng ta cùng đến với nhà máy thứ 10 để xem lần này đối thủ của mình sẽ là ai các bạn nhá. Nhìn xa xa chúng ta thấy là cái máy tóc màu đỏ. What the hell, một lần Captain Kid hay là ông chú của tôi. Hello chú, lâu ngày không gặp, long time no see bro. Ơi chill bro, chill bro, chill chú ơi, chill. Má. Sau khi đã thất bại đầu tiên thì giờ tôi và chú tôi sẽ có một cái thử thách. Lần nào băng hóa cầu nhanh hơn lần đó sẽ chiến thắng. Ok, sẵn sàng chưa chú? 1, 2, 3, go. Run. Hơi lỗi một tí, hơi lỗi cái thật tí. Yes, yes. Tôi đã thắng chú xanh trên quãng đường đua rồi các bạn ơi. Giờ chúng ta về đánh nhà máy lẹ trước khi cái nhà máy này nó hết nha. Má sao nó lâu quá vậy? Cứu! Rồi, sau khi đã lừa đường chú xanh nó mắc kẹt ở ngoài cây cầu thì tôi vô tôi đánh lén cái này nha các bạn nha. Chứ quýnh là không lại gứa rồi đó. Nó mạnh quá các bạn ơi. Nó làm một cái một là tôi mất đâu đó 12k máu chỉ trong vòng có không phải mấy giây thôi. Ma không hổ danh là tứ hoàng xanh của các bạn ạ. Mẹ, một cái tuyệt kỹ kiếm thuật cứ phải nói là đỉnh cao nhất trong cái thế giới One Piece này rồi. Liên thanh! Pháo! Bam! Ok, so Kinchana, Kinchana, tên cái đào mà cuộc đời. Cái đào mà cuộc đời. Chúng ta lại ra một trái cực kỳ lỏ các bạn ạ. Đó chính là trái quay. Cho bạn nào chưa biết thì trái quay này nó là thuộc quyền sở hữu của thằng, nó tên là Bub Alo. Một cái thằng khá đần trong One Piece. Và dĩ nhiên rồi trong Lockfoot thì nó cũng đần đéo kém. Yes sir. Lại là trái quay again. Chúng ta cùng đến với cái nhà máy thứ 11. Và đằng sau tôi đang là một cái nhân vật nào đó. Nó đang sử dụng một cái chiêu gì đấy. Tôi tự hỏi một điều rằng làm vậy để chi? Quá tốn năng lượng, ví dụ giờ tôi đéo quýnh nó luôn. What? Đây nào hết năng lượng vô quýnh được không anh em? Chắc là được đúng không? Này chắc mắc cô chứ ai nữa, nó hết mana rồi. Haha. Một mày học. Dao cạo gió. Ây da, nó vẫn còn mana các bạn ơi. No, chill bro. Chill 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 bro. Lốc cảnh phá. Đối thủ này cũng khá là ghê gớm các bạn. Có điều nó hơi ngu, nó xài mana trước và you die. Mày đừng có làm màu nha. Một bài học, đừng bao giờ làm màu trước mặt người khác. Tôi thấy nó bật cái chiêu đó là tôi chỉ đơn giản là đứng im đợi nó hết mana. Sau đó chúng ta vào đánh thì chúng ta sẽ nắm chắc phần thành chiến thắng. Thông minh lắm. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta đã có một cuốn từ điển về tất cả nhân vật trong One Piece và kỹ năng của nó. Khi mà nó bật kỹ năng lên là tôi biết thằng khứa này chuẩn bị hết mana. Khi nào tôi đợi nó hết mana xong rồi tôi làm việc nó liền. Để xem là cái trái quỷ thứ 11 này ra cái gì các bạn nhé. Dao cạo gió. Đừng là trái lỏ nó làm ơn. Mi thích cổ đi mà. Ok. Chúng ta được một trái Mochi Gai. Yes sir. Không thể nào mà hiểu nổi nữa các bạn. Không được một trái thần thoại nào từ đầu video đến giờ. Đù mé cái công sức ta đánh bại biết bao nhiêu những thằng mạnh như vậy. Má nó random lại ra trái quay. Đờ mờ cuộc đời. Mày I'm out. The next day. Alright, trời sáng rồi các bạn ơi. Sáng ngoài đời, lẫn sáng trong phim. Tóc mới, áo mới, các kiểu. Và lần này chúng ta sẽ đánh một nhân vật trong One Piece đã xuất hiện trong Lockfoot từ rất là lâu rồi các bạn. Và lần này đó chính là Doflamingo, hay còn gọi là Doflamingo. Sa. Tiếp chiêu của tao đi. Liên gai kích. Gai kích. Gần đi các bạn ơi, gần đi các bạn ơi. Thằng này nó xài trái Spider các bạn. Ok.
Rồi bây giờ hãy cùng tiến tới nhà máy để xem lần nhà máy này có thể ra được trái mythical không các bạn nhé. Chả nhẽ gần 24 giờ đã trôi qua mà chúng ta không được một trái thần thoại nào, thì nó lại bị quá điều đúng không? Alright, liền gài cười. Thiệt luôn, lại rocket các bạn ơi. Thế đéo nào lại là rocket rồi các bạn ơi. Anh Zionet, please, anh sẽ làm một cái gì đó something good cho em. Nó là trái lò xo. Cái đéo gì đang xảy ra trong cái ngày hôm nay vậy? Quả là một cái hành trình, một cái thử thách 24 giờ tồi tệ nhất trong cuộc đời của tôi. Alright các bạn, tôi nghĩ là chúng ta không thể là xài trái rocket để đánh được cái nhà máy tiếp theo nữa rồi. Tôi sẽ sử dụng cái trái quỷ đang được spawn tới đây. Làm ơn đi, nó sẽ là một trái legendary thôi cũng được. Còn nếu ok hơn thì đó sẽ là một trái thần thoại mythical. Chúng ta có thể nhìn xa xa, bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. Nó có màu xanh đủ mé. Nó quay nữa hả ta, 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 nó quay nữa hả ta. Damn it! Nếu mà nói một youtuber la ó trong dòng lóc food nhất Việt Nam thì đó chính xác là anh Bi Đại Thần. Còn nếu mà nói một youtuber đen đủi nhất thế giới thì trước video này không phải là anh Bi Đại Thần, và trong video này thì đó chính là anh Bi Đại Thần. Cái trái xịn nhất từ đầu video đến giờ nó là trái sao các bạn ạ. Nó là trái sao. Còn lại nó toàn là rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Ok, tôi sẽ lượm lại thêm một lần nữa các bạn. Hình như là cái vị trí nó cùng chỗ với cái chỗ hồi nãy đúng không? Tôi lại thấy màu đen rồi các bạn ơi. Má, một là quay, hai là bom. Oh oh, Falcon, yeah. Và như vậy là chúng ta sẽ sử dụng Falcon trong cái nhà máy tiếp theo. Let's go. Ok, chúng ta cùng đến với cái nhà máy thứ 13 các bạn nhá. Và lần này đối thủ của tôi đó chính là Big Mom. Mama, mama. Một tứ hoàng các bạn lại đang bay lên lượng. Chill bro, chill bro. Mất khá nhiều máu các bạn ơi. No, chill. Oh my god, phong kích này. Đại bàng sắt mồi. Vuốt sắt này. Ấy à, đau vãi hò. Hút một tí máu các bạn ạ. Tứ hoàng ư? Cũng chỉ là một cái tên thôi. Khứa này trong bộ phim One Piece thì nó bị đá xuống dung nham rồi các bạn nhá. No. Ấy à, ấy à, ấy à, ấy à. Thức tỉnh tộc quê 4. Vuốt sắt. You die. Ok, thêm một tứ hoàng nữa đã bị tôi hạ gục. Tầm này hạ gục đến cả tứ hoàng rồi mà nó vẫn không gọi là đưa cho tôi một cái trái quỷ xịn sò các bạn. Mẹ bực mình vãi hò. Không phải đánh nhà máy không đâu, mẹ random cũng đen mà định mạnh nhà nó đi nhặt trái quỷ cũng đen. Vuốt sắt. Bam. Let's go. Chúng ta được tiếp tục thêm một trái legendary, đó chính là trái quick của bố già đầu trắng. The One Piece is real. Alright, chúng ta cùng đến với cái nhà máy kế cuối trong video ngày hôm nay. Yeah. Càng về sau thì đối thủ chúng ta càng mạnh. Và lần này, oh my boy, màu xanh thì chắc chắn đó là Yamato Kitsune. What? Oh oh. Oh oh. Yeah, đánh một đối thủ quá mạnh như này thì trái chấn động của tôi cực kỳ mất nhiều lợi thế. Tôi sẽ thử đại hồng thủy. Tôi KS từ bên ngoài vào xem nào. Ừ, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Chill bro, chill bro. Chill bro, you die. Trái chấn động trong One Piece, các bạn biết gì không? Nó cũng được mệnh danh là một trái có thể phá hủy thế giới. Mà nó biến cáo các bạn ơi. Yamato biến cáo rồi. Chill bro. Ây à, đau quá các bạn ơi. No. Chill. Chill bro. Đại hồng thủy lần thứ hai. Kẻ hủy diệt nè. Boom! Ha ha! Khứa này nó mệt, nó mệt đi đâu trắng rồi các bạn ơi. Nó mệt rồi, nó mệt rồi, nó mệt rồi. Nó mệt rồi, nó mệt rồi, nó mệt rồi. Ha ha ha. Bật luôn tộc V4. Làm sao? Ây à! Oh! No! Một ca móc! No! No! Chấn đận không cầu! Ok! Cuối cùng thì tôi đánh bại nó các bạn ạ. Khứa làm tôi mà vô vào cái máu tử còn đúng 1000 máu. Mẹ, mới chỉ là trái kế cuối thôi mà chúng ta đã gặp trái mẹ của Yamato, trái Kitsune các bạn ạ. Kẻ hủy diệt. Bam. Oh wow. Oh no. Oh no. Yeah.
Và như vậy là chúng ta lại ra thêm một lần smoke nữa các bạn ơi. Và đây cũng là trái cuối cùng mà tôi sẽ sử dụng để đánh cái nhà máy cuối cùng. Hết cứu rồi. Alright, chúng ta cùng đến với nhà máy cuối cùng trong cái video ngày hôm nay, hoàn thành chuỗi thử thách 24 giờ đánh nhà máy. Nhưng chúng ta sẽ gặp được các nhân vật trong One Piece ở trong thế giới Blackfoot. Và để xem đối thủ lần này là ai, dù là ai đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm các bạn ạ. Tôi muốn lại nhìn kỹ xem khứa này các bạn là ai các bạn ơi. Oh my god, Kaido! No, chill bro! No! Kaido các bạn ơi, tôi gặp Kaido. Ủa? Nó đâu mất tiêu rồi? Nó mất tiêu rồi ta? Kaido xuất hiện trong thế giới Blackfoot và anh ấy sử dụng cháy rồng. Anh ấy hạ gục tôi trong vòng 0,5 giây và anh ấy biến mất. À, chắc chắn đây là một cái điềm báo gì đó cho cái sự trở lại của trái Dragon sắp tới các bạn nhá. Và đặc biệt hơn là bộ cái đao của nó sẽ được làm mới lại hoàn toàn. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại thì trái Dragon vẫn là đang trong tiến trình để sửa chữa các bạn ạ. Oh boy. Việc mà Kaido hạ gục tôi rời đi xong để cảnh báo một điều rằng trái Dragon hiện tại đã rất mạnh. Nhưng sau khi mà anh ấy trở lại, nó còn được thức tỉnh và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều lần nữa các bạn ạ. Yes sir. Nói chung là bỏ mất ba mấy ngàn bounty mà được yên ổn đánh nhà máy thì cũng ok nha. Chúng ta sẽ có bom khói anh tạc. Thả khói xuống and... quá tệ. Chúng ta tiếp tục là được một trái cát các bạn ơi. Trái cát liên tục trong cái video này. Và có lẽ là cái video đánh nhà máy 24 giờ này của mình cũng xin phép được kết thúc tại đây thôi. Trong video này thì mình chỉ được hai trái Legendary xịn nhất, đó chính là trái chấn động của Tứ Hoàng Râu Trắng và trái Show của Uta. Không được bất kỳ một cái trái Mythical nào các bạn ạ. Quá đen đủi. Và nếu các bạn yêu thích video này và muốn mình làm tiếp phần 2 của đánh nhà máy 24 giờ thì đừng quên đập nút like video và đăng ký kênh giúp mình có thêm nhiều người đăng ký các bạn nhá. Cũng như là nếu các bạn có nhu cầu tham khảo tất cả các dịch vụ về toilet cho defense cũng như là Blackfoot, Level Max, V4, soi ngạt vân vân thì mày đừng quên click như link bio dưới phần mô tả và comment. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace. Đồ phải đi kiếm cây đồ đây anh em ơi.